ngàn bên sông, biết em sang lòng anh vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua, mang tiếng yêu gửi trao tình anh. Thầm mong ông tơ sẽ mối, để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh. Có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò rời xa bến chờ. Áo hồng người vui kết qua, có nhớ xưa ấm êm tình ta. Mình anh trên con bến vắng, ngóng con đò em dần mờ trôi. Lòng đau nghe môi mặn đắng, trách con đò sao đành lìa xa. Lặng nhìn dòng sông, nước trôi ngược dòng. Cuộc tình ra đi, để anh chờ mong. Chắc em đã đành lòng quên anh, chắc anh dài khờ thương nhớ bao ngày qua. Tìm về đâu, ngày bên nhau thắm tình đậm sâu. Như vậy vừa rồi thì em cùng các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn nhạc rất là tuyệt vời trên bộ cấu hình 2:1 này rồi. Sản phẩm đầu tiên thì các bác nhìn thấy đây là cặp loa Bose 601 Series 3 phiên bản màu vàng. Đây là dòng model rất là nổi tiếng và thành danh, được những người chơi audio rất là yêu thích, đánh giá rất cao về chất lượng âm thanh. Đây là cặp loa các bác có thể chơi rất là đa năng, các bác có thể chơi được nhiều thể loại nhạc khác nhau. Và ngoài ra các bác lại có thể kết hợp hát karaoke rất là tuyệt vời. Đối với dòng Bose 601 Series 3 thì nó đem đến tiếng mát rất là chắc, cái phần trung chép rất là trong sáng, giúp cho các bác nghe nhạc cũng như là hát karaoke thì rất là tuyệt vời. Các bác thấy được đây là tổng thể về cặp loa Bose 601 Series 3 phiên bản màu vàng. Cặp loa với tình trạng rất là đẹp. Ở mặt trước che đậy phần cấu trúc driver thì các bác thấy nó sẽ sử dụng đến hai tấm e-căng. Một tấm e-căng che đậy phần loa bass đánh định hướng về phía trước, và một tấm e-căng che đậy phần loa bass đánh chết ngửa lên. Và nó sử dụng 4 loa chép giấy được bố trí đảo xuôi ngược nhau, làm cho âm thanh nó lan tỏa mở rất là rộng. Và nó đến dòng Bose 601 Series 3 thì chắc chắn các bác cũng không còn gì xa lạ nữa. Và nhiều năm qua thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã bán rất nhiều rồi. Và cặp loa này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau. Những dòng âm ly của Denon 890D, 890DG, 980, 940V, rồi là những dòng 2000, 3000, 4000, AE, SE, RE, v.v. Và cặp loa với tình trạng đẹp zin xịn như thế này thì có mức giá là 45. Cặp này trùng cặp luôn các bác nhé. Và nói đến dòng loa Bose thì các bác thấy thì thường thì các bác đánh với Denon thì tiếng bass của nó căng chắc đấy. Tuy nhiên thì ở video clip lần này thì các bác nhìn thấy em sử dụng một bộ kéo đẩy đến từ thương hiệu Cover. Nói đến Cover thì các bác đi với những dòng loa Bose thì các bác phê lắm. Các bác nghe thấy tiếng bass của nó đầm, có độ ngân rất hay. Và tiếng đời ca sĩ hát thì tiếng rất là trong và tiếng chép của nó rất sáng. Và mở đầu video clip thì các bác cũng đã được nghe, các bác cũng đã được cảm nhận cái chất lượng âm thanh của nó rất là tuyệt vời rồi. Chắc chắn thì em cũng không cần phải nói nhiều. Cover thì các bác biết chất lượng âm thanh nó hay lắm. Và những dòng cover như thế này thì thường thường được các bác rất là yêu thích, và các bác lựa chọn đánh với những dòng Bose 601 Series 3 như thế này. Các bác kết hợp thêm vang và mấy nữa là các bác được một bộ khối hình karaoke thì chắc chắn các bác cũng không thể chê được. Các bác nhìn thấy đây là bộ kéo đẩy cover gồm có 3 thiết bị. Ở phía dưới cùng đây là chiếc bao cover 35X. Đối dòng này thì nó sử dụng là 20 sỏ. Ở mặt trước các bác nhìn thấy nó sử dụng 2 cái đồng hồ VU hình tròn, kim vẩy, nhún nhảy theo điệu nhạc nhìn rất là đẹp. Bên này là công tắc nguồn, cũng như là bên này là master. Các bác có thể điều chỉnh đồng hồ kim vẩy, cũng như là tắt cái bóng sáng ở trước đèn vu này. Các bác thấy đây này. Đấy. Các bác muốn nhảy nhiều hay là nhảy ít tùy theo ý thích của các bác thì các bác có thể lựa chọn. Và chiếc bao này có công suất tiêu thụ điện là 400W, và nó có công suất thổi ra loa đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm là 250W, và đối với những dòng loa có trở kháng là 4 ohm là 350W. Các bác đánh với rất nhiều các dòng loa khác nhau, đặc biệt là những dòng loa Bose
601CD3, 501CD4, rồi là 701, 10.2 vân vân. Tất cả những dòng robot nó đánh rất là tuyệt vời. Đây là chiếc dề C5 các bác nhé. Toàn bộ phần âm sắc thì các bác có thể điều chỉnh trên chiếc dề này. Chế độ chỉnh bass, treble, ba lăng, low lut là input selector. Bên này thì các bác nhìn thấy recorder, thép 1, thép 2. Đấy. Các bọc báo sáng của nó hoạt động đầy đủ. Ở phía trên cùng thì các bác nhìn thấy đây là thớt thứ 3, đó là chiếc đầu CD cover. Điểm đặc biệt của chiếc đầu này các bác thấy nó được thiết kế một cái khay đĩa rất lớn. Các bác nhìn thấy đây, nó rộng này. Để em bật điện nguồn lên để các bác quan sát nhé. Và chiếc đầu này thì nó lại chạy được 5 ổ đĩa. Đấy, các bác thấy rất đặc biệt. Đấy. Các bác nhìn thấy các bác có thể cho đĩa 2 này, đĩa 3 này, đĩa 4 này, đĩa 5 này, đĩa 1 này. Đấy. Khi nào các bác thích những đĩa nào các bác yêu thích thì các bác cho vào. Đấy. Khi nào ví dụ như các bác thích đĩa 1 thì các bác có thể ấn đĩa 1, các bác ấn số 1 và các bác ấn play là chạy. Và các bác thích đĩa số 4 thì các bác ấn lên số 4 và ấn play là chạy. Ok. Đấy. Tuy nhiên thì đây là em chưa cho đĩa các bác nhá. Mắt rất khỏe, đọc rất là mượt mà. Cả bộ kéo đẩy cover gồm có 3 thớt này thì có mức giá là 26 triệu đồng. Tiếp theo các bác nhìn thấy đây là chiếc vang cơ CAVS, các bác nhìn đây là dòng vang huyền thoại rồi mà bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều lần và được rất nhiều bác yêu thích lựa chọn trong thời gian vừa qua. Và chiếc vang này có mức giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. Ở phía trên cùng các bác thấy đây là một bộ mic không dây của hãng CAVS, đó là dòng model A5. Về cách thiết kế ở mặt trước của dòng A5 này, nó được thiết kế mặt gương nhìn rất là sang trọng, độ bóng. Đấy, các bác có thể soi gương được. Đấy, các bác nhìn thấy tay em này. Đấy. Nó hiển thị hai cái màn hình này. Mic A và mic B. Volume điều chỉnh về âm lượng của mic. Nút IR, scan. Đấy. Và các bác thấy ở mặt trước này nó được bố trí một cái ni lông nhá. Nếu như các bác không thích thì các bác bóc cái ni lông ra thì nó sẽ trong sáng rõ nét hơn. Và bộ mic này thì có mức giá chỉ 3 triệu đồng thôi. Đây là một bộ cấu hình thì các bác sử dụng với hai mục đích, vừa nghe vừa hát thì chắc chắn các bác không thể chê được. Nói đến cover mà các bác đánh với loa bốt thì nó khỏe lắm, ngày chất lượng thành hay lắm. Nếu như bác nào mà chưa trải nghiệm những thiết bị, những dòng âm ly hay là những bộ kéo đẩy của cover đánh với những dòng loa bốt thì các bác nên trải nghiệm. Thì các bác nghe thấy chất lượng thành của nó rất hay. Đấy. Và như vậy thì các bác thấy ở video clip lần này thì em cũng đã cùng các bác cùng vào thưởng thức một đoạn nhạc trên bộ cấu hình này rồi. Và em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác về từng mẫu sản phẩm. Và em cũng đã báo giá cụ thể cho từng mẫu sản phẩm để các bác có thể nắm được. Và sau đây thì em cũng sẽ tạm dừng video clip này ở đây. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh.